Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ năm, ngày 20 tháng 2 có một số nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tập trung quyết liệt phòng chống dịch COVID-19. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 2, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn tỉnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các đơn vị địa phương với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, sáng tạo, bám sát tình hình thực tế. Trong năm, lực lượng công an tập trung chỉ đạo nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước địa phương. Các ngành chức năng trong tỉnh đã tiếp nhận 1.371 tin báo tố giác tội phạm, giải quyết xử lý 1.208 tin, đạt 91,72%. Lực lượng công an truy bắt vận động đầu thú được 27 đối tượng truy nã, điều tra khám phá 335 vụ, 6.373 đối tượng hình sự, đạt tỷ lệ 83,12%. Phát hiện bắt giữ 316 vụ, 419 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, bắt giữ 283 vụ, 412 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 184 bánh và 1,14 kg heroin, 10.030 viên ma túy tổng hợp, 2,98 kg thuốc phiện và ma túy đá. Vận động nhân dân giao nộp 194 khẩu súng tự chế các loại và một số vũ khí vật liệu nổ khác. Toàn tỉnh đã xây dựng trên 1.700 mô hình, trong đó duy trì hoạt động có hiệu quả 451 tổ an ninh nhân dân thôn xóm, 458 tổ an ninh tự quản về an ninh trật tự, 275 tổ hòa giải, 31 tổ dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Kết quả trên địa bàn tỉnh có 947 cơ quan doanh nghiệp nhà trường, 1.809 khu dân cư, 162 xã thị trấn, 8 phường được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 84% gia đình văn hóa, 54% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Hội nghị đã thông qua các báo cáo tham luận của các đơn vị về nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các phương án giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở trên địa bàn toàn tỉnh trong thời kỳ mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng, đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng lĩnh vực, đặc điểm địa bàn, điều kiện kinh tế xã hội địa phương, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào theo tôn giáo, phấn đấu mỗi huyện, thành phố tổ chức được 1-2 đợt phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa thành công tối thiểu một địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xây dựng phong trào và công tác dân vận của lực lượng công an, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện chuỗi 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và địa phương về công tác an ninh quốc phòng. Trước mắt tập trung làm tốt công tác nắm tình hình dư luận nhân dân và bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 346 ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 44 ngày 22 tháng 1 năm 2019
của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 09. Hai là tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo các cấp cần làm tốt công tác tham mưu, tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Thứ ba là lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cung cấp, triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, đẩy mạnh công tác đấu tranh, chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, tập trung vào đấu tranh với tội phạm ma túy, đánh bạc, các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tiếp tục nghiên cứu triển khai bố trí công an chính quy đảm bảo đảm nhiệm các chức danh công an xã theo chỉ đạo Bộ Công an và đề án của tỉnh, đảm bảo tình hình sát với thực tế. Thứ tư là tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở và các mô hình tự quản về an ninh trật tự làm chỗ dựa vững chắc cho phong trào. Tiếp tục xác định công tác xây dựng, nhân rộng một mô hình và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2020. Thứ năm là quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tiếp tục củng cố kiện toàn lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố trên cơ sở đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động nghiên cứu đề ra các biện pháp, giải pháp để khắc phục những mặt tồn tại hạn chế, phát huy những điểm mạnh trong công tác xây dựng phong trào, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh khắc phục những hạn chế thiếu sót. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen cho 40 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Bộ Công an trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 104 cá nhân. Ngày 20 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 1, tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020. Trong tháng 1 và tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn vận động bà con nhân dân sản xuất vụ đông xuân kịp thời vụ, cung ứng 7,4 tấn giống ngô lúa các loại. Đến nay, toàn huyện đã trồng được 581 ha cây thuốc lá, 640 ha cây ngô, tổ chức trồng cây dịp Tết Nguyên đán Canh Tý được 2.700 cây lát, 2.500 cây bưởi da xanh. Trong tháng 1, trên địa bàn huyện xảy ra mưa đá gây thiệt hại về tài sản và hoa màu, ước trên 4,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 17 tháng 2 năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 1 tỷ 833 triệu đồng, đạt 7,9% kế hoạch. Huyện tích cực phòng chống dịch COVID-19, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp bị nhiễm bệnh. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh, quốc phòng an ninh luôn được duy trì và giữ vững. Trong tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương triển khai đề án sắp xếp sáp nhập các xã trên địa bàn huyện và sáp nhập huyện Hà Quảng và Thông Nông. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 20 tháng 2, huyện Thạch An phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo nghiên cứu chuỗi giá trị thạch đen huyện Thạch An. Cây thạch đen là loài thân thảo được người dân địa phương trồng làm nguyên liệu nấu thạch để ăn. Sản phẩm thạch đen có vị hơi ngọt, mát, có công dụng mát gan, thanh nhiệt, nhuận tràng, ổn định huyết áp, chống lão hóa. Từ năm 1994, sản phẩm này đã được thị trường ưa chuộng và đã trở thành sản phẩm hàng hóa. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 xác định đây là loại cây trồng mũi nhọn giúp người dân giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế trên địa bàn. Năm 2019, diện tích trồng thạch đen tại 9 xã là 316 ha, sản lượng thạch khô là 1.735 tấn. Theo đánh giá của công ty Upchem, nguyên liệu thạch khô Thạch An có hàm lượng gheo cao và chất lượng tốt nhất trong các vùng nguyên liệu của cả nước. Nguyên liệu thạch khô chủ yếu xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc đạt sản lượng 81%, bán cho các hộ và doanh nghiệp trong nước
đạt 19%. Chuỗi giá trị thạch đen, thạch an gồm 3 kênh, chế biến trong tỉnh chiếm 5,2%, chế biến ngoài tỉnh chiếm 13,8%, xuất khẩu nguyên liệu khô chiếm 81%. Sản phẩm thạch an đóng hộp của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Cao Bằng được sản xuất từ nguyên liệu thạch đen thạch an loại 1 đã được các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước tiêu thụ. Đây là minh chứng cho thấy thị trường đang rất cần nguyên liệu thạch đen thạch an có chất lượng tốt, an toàn và thúc đẩy liên kết cộng đồng thạch đen với doanh nghiệp chế biến sẽ đem lại lợi ích kép cho các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành hàng thạch đen thạch an. Năm 2020, huyện Thạch An chủ trương mở rộng diện tích 450 ha, sản lượng 2.500 tấn. Để đạt được theo kế hoạch, huyện cần xây dựng kế hoạch tổng thể và các giải pháp đồng bộ như xây dựng vùng nguyên liệu, tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân, hỗ trợ vốn, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ phát triển. Hoạt động phân tích chuỗi giá trị đã chỉ ra hướng can thiệp vào khâu sản xuất, trong đó tập trung vào cải thiện chất lượng bằng việc thực hành sản xuất tốt theo quy trình kỹ thuật, giám sát, chứng nhận quá trình sản xuất để sản phẩm thạch vừa đạt chất lượng vừa có thể truy xuất được nguồn gốc, đủ tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và sản xuất thạch ăn an toàn. Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị làm đất, gieo trồng vụ đông xuân. Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân theo đúng kế hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện ban hành các văn bản phối hợp với các ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc các ngành chuyên môn phối hợp hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cử cán bộ khuyến nông xuống thôn bản, nắm tình hình tiến độ gieo trồng, tuyên truyền khuyến cáo và hướng dẫn cho bà con nông dân thực hiện gieo trồng theo đúng kỹ thuật canh tác, sản xuất thâm canh cây trồng theo hướng hữu cơ, bền vững và sử dụng hợp lý, hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trồng các loại giống mới phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu địa phương, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Đầu tháng 2, do thời tiết mưa kéo dài làm ảnh hưởng đến công việc làm đất của bà con. Tính đến ngày 20 tháng 2, toàn huyện, bà con nhân dân đã làm đất gieo trồng các cây trồng vụ đông xuân, cây thuốc lá, trồng được 250 ha, đạt 93,42% kế hoạch, trồng ngô ruộng được 433 ha, đạt 35,69% kế hoạch, ngô rẫy trồng được 36 ha, đạt 1,52% kế hoạch, cây đỗ tương trồng được 16 ha, rau củ các loại vụ đông trồng được trên 110 ha. Hiện nay, bà con nhân dân trên địa bàn huyện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo trồng diện tích ngô rẫy còn lại, phấn đấu hoàn thành theo đúng thời vụ và kế hoạch đề ra. Ngày 20 tháng 2, gần 100 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trong huyện Hòa An đã tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 tại mỏ sắt Ngườm Tráng, xã Dân Chủ. Với chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, huyện Hòa An, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tháng thanh niên, huyện đoàn Hòa An, các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động các hoạt động tình nguyện như tổ chức trồng hơn 2.000 cây xanh, huy động ngày công lao động xã hội chủ nghĩa của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên tổ chức trồng cây, phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, dân quân xã, dân chủ, trung tâm y tế huyện, tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng trụ sở mỏ sắt Ngườm Tráng, xã Dân Chủ, làm khu cách ly phòng dịch COVID-19 nếu có trường hợp người lao động từ Trung Quốc trở về. Ngày 20 tháng 2, Công an huyện Thạch An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 48 học viên là công an chính quy đã và sẽ điều động đảm nhiệm chức danh công an xã. Tại đây, các học viên được học tập 5 chuyên đề về công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, bảo vệ hiện trường,
công tác tiếp nhận, điều tra và giải quyết các vụ việc tại cơ sở, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, công tác nắm tình hình quản lý ngăn chặn, xử lý tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, biện pháp ngăn chặn các trường hợp tuyên truyền tôn giáo trái phép và một số vấn đề khác liên quan đến công tác an ninh tại địa phương, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền pháp luật và xây dựng các mô hình tự quản tại cơ sở. Thông qua lớp học, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở cơ sở, kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và một số kỹ năng kinh nghiệm thực tiễn để đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện. Chiều ngày 19 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải đã đến thăm tặng quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng trong đợt mưa đá dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Vĩnh Quang là xã được Sở Giao thông Vận tải phụ trách và giúp đỡ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đợt mưa đá vừa qua, xã Vĩnh Quang có hơn 208 hộ dân thuộc 7 xóm bị ảnh hưởng, trong đó có trên 20 hộ dân bị hỏng mái nhà từ 50 đến 80%. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ngành Giao thông Vận tải đã huy động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành quyên góp một ngày lương với tổng số tiền gần 14 triệu đồng giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Thực hiện bộ tiêu chí của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng xã Vĩnh Quang về đích nông thôn mới trong năm 2020. Hạ Lăng là địa phương có trên 76 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, với 8 xã biên giới và 38 xóm sát biên. Số lượng công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện thời gian qua chiếm tỷ lệ lớn. Do vậy, hiện nay, huyện biên giới này đang tích cực chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn huyện. Nhằm chủ động trong việc ứng phó với tình hình dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời yêu cầu các xã, nhất là những xã có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, phối hợp với các đồn biên phòng, đơn vị liên quan đứng chân trên địa bàn, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo từng tình huống, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh đến nhân dân, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh đúng cách. Theo thống kê, từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2, toàn huyện đã tiếp nhận 520 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện, trong đó đã chuyển giao đến Trung đoàn 852 365 trường hợp, 7 trường hợp tiếp nhận ngày 19 tháng 2 được chuyển đi khu cách ly của huyện Quảng Uyên. Riêng trên địa bàn huyện Hạ Lang đã bố trí 2 điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và phân trường Nạm Tát, xã Quang Long với sức chứa gần 100 người. Tại khu cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hạ Lang, hiện nay công tác cách ly kiểm soát dịch bệnh đang được thực hiện chặt chẽ. Đối với 37 công dân từ Trung Quốc trở về được cách ly từ ngày 15 tháng 2, chủ yếu là công dân tại các tỉnh như Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của các công dân đều bình thường, không có biểu hiện của dịch COVID-19. Còn 30 trường hợp cách ly tại phân trường Nạm Tát, xã Quang Long, đến ngày 20 tháng 2, các trường hợp này đã đủ thời gian cách ly, đảm bảo sức khỏe ổn định và được trở về với gia đình. Đối với khu vực biên giới, các đồn biên phòng đã thường xuyên tuyên truyền ở các khu vực trọng điểm để người dân nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Ngoài ra còn vận động người dân tuyệt đối không qua lại đường mòn lối mở, tăng cường kiểm tra kiểm soát gắn với giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Tại đồn biên phòng Quang Long, đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sĩ, quân y của đồn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực biên giới, đặc biệt là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các khu vực đường mòn lối mở. Thành lập 4 tổ công tác, 4 lán trại dã chiến, chốt chặn tại các điểm nóng trên địa bàn để sẵn sàng cách ly theo dõi nếu phát hiện người vượt biên trái phép hoặc công dân được nước bạn trả về qua lối mở. Kịp thời khai báo nếu có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona gây ra để tránh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ các thiết bị y tế, nhất là khẩu trang cấp phát cho người dân khu vực biên giới để phòng dịch. Tuy nhiên, ngoài việc tập trung giám sát việc xuất cảnh trái phép, đơn vị còn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, nhất là giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Đơn vị đã chủ động là xây dựng cái kế hoạch
phòng chống cái dịch COVID-19, công tác tổ chức lực lượng ngăn chặn, chốt chặn trên các cái đường mòn qua lại biên giới, thì qua đó đã kịp thời là phát hiện được các công dân của trên địa bàn cũng như các địa bàn trong nội địa là trở về từ Trung Quốc. Chúng tôi đã kịp thời phát hiện và tạm dừng ngay trên biên giới. Thì trong cái dịp vừa qua thì đơn vị đã phát hiện 48 công dân, thì chúng tôi cũng đã tạm dừng ngay ở trên biên giới và thông báo luôn cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là trung tâm y tế để đến là đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, sau đó là đưa về các cái khu cách ly tập trung. Đấy là về cái công tác tổ chức lực lượng. Còn ngoài ra thì cái lực lượng của chúng tôi thì chúng tôi đã tổ chức là thành 4 tổ thường xuyên là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các cái đường mòn qua lại biên giới, những cái khu vực mà có thể là bà con nhân dân từ Trung Quốc về, cũng như là các cái đối tượng thường xuyên là lợi dụng cái việc và lợi dụng để vận chuyển cái khẩu trang mà bán sang Trung Quốc. Cái công tác phòng chống dịch thì cái bước đầu thì nó cũng có một cái khó khăn nhất định, đó là cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị với các cái cơ quan chức năng, thì là bước đầu thì cũng chưa có được cái nhịp nhàng. Như đến hiện nay thì là tất cả các ngành cũng như là với đơn vị chúng tôi thì cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng. Còn ngoài ra nữa thì còn một cái khó khăn mà trong cái công tác là phòng chống các cái loại đối tượng, thì hiện nay các loại đối tượng là rất là manh động và cho người là thường xuyên là theo dõi đấy là cái quá trình hoạt động của bộ đội để làm hoa tiêu, sau đó là vận chuyển cái khẩu trang bán sang Trung Quốc. Đấy là cái khó khăn nhất định, nhưng mà chúng tôi vẫn kiên quyết là phải sử dụng lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn triệt để các cái loại tội phạm này. Xác định để đối phó với dịch COVID-19 phải có sự chung sức của toàn cộng đồng. Chính vì vậy, ngoài chủ động về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, huyện Hạ Lang còn chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các kỹ năng hoạt động phòng chống dịch của cơ quan, thành viên ban chỉ đạo huyện và xã thị trấn trong giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu vực biên giới. Tuy nhiên, hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện vẫn còn khó khăn do là địa bàn có đường biên giới kéo dài, số lượng công dân Việt Nam lao động từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện chỉ trong một thời gian ngắn, chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Điều kiện hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất của huyện cũng như các xã đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh còn hạn chế. Cho đến thời điểm này thì tất cả các cái quy trình tiếp nhận đều thực hiện theo đúng các quy định. Và cho đến thời điểm này cũng chưa phát hiện được một người dân nào mà nghi nhiễm hoặc là mắc dịch. Về công tác quản lý theo dõi cách ly thì chúng tôi đã thực hiện cái quy trình hết sức là chặt chẽ. Hàng ngày là có đo thân nhiệt 2 lần, kiểm tra y tế 2 lần và phun khử trùng tiêu độc theo các quy định. Trong quá trình thực hiện cái việc chống dịch thì địa bàn Hạ Lang thì cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Hiện nay là chúng tôi thấy cái khó khăn nhất là trong cái việc là cái định mức hỗ trợ cho cái người cách ly ấy là có 40.000, thì cũng rất là khó khăn vì là chúng tôi cũng chưa có các nguồn hỗ trợ khác được. Thì theo quy định định mức 40.000 mà trong một ngày thì rất là khó khăn trong cái việc để đáp ứng cho cái suất ăn của các cái người cách ly. Một cái nữa là hiện nay cái cơ sở vật chất của huyện thì cũng còn đang thiếu, cho nên là hiện tại là chúng tôi cũng đã bố trí 2 nơi cách ly tại trung tâm huyện là trung tâm bồi dưỡng chính trị cũng như là đơn vị C3 của quân sự huyện. Thế nhưng mà nếu như cái số công dân mà tăng lên thêm từ bên Trung Quốc tiếp tục trở về thì chúng tôi cũng rất là khó khăn, đề nghị là cấp trên sẽ khi mà có
cái công dân tiếp tục trở về thì sẽ tiếp nhận và chuyển lên tuyến trên. Với các giải pháp triển khai quyết liệt, cụ thể, huyện Hạ Lang đã và đang nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp địa phương kiểm soát tốt hơn dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập và lây lan dịch bệnh vào địa bàn. Đến thời điểm này, toàn huyện chưa ghi nhận phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua, cùng với các cấp ngành, các địa phương, lực lượng biên phòng đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý, ngăn chặn người qua lại biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và biết cách phòng tránh. Để nắm sâu hơn về công tác phòng chống dịch của lực lượng, Bộ đội Biên phòng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Địch Xuân Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, với đặc thù là một tỉnh có hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có nhiều đường mòn lối mở, tỉnh Cao Bằng là một trong những địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thế nào? Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chống dịch như chống giặc. Chính vì vậy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã quyết định thành lập cái ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Đấy, trong kế hoạch phải xác định rõ từng cơ quan chuyên môn của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, xác định nhiệm vụ cho các đơn vị trực tiếp là các đồn biên phòng trên biên giới. Phân rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng như phòng hậu cần phải trực tiếp chỉ đạo quân y sẵn sàng là cơ động phối hợp cùng các cái cơ quan chức năng của địa phương để xử lý khi dịch lây lan và nổi. Chỉ đạo cơ quan tham mưu là cơ quan trực tiếp tiếp nhận thông tin từng ngày từng giờ ở các đồn biên phòng trên tuyến biên giới để đề xuất với chỉ huy, chỉ đạo xử lý kịp thời. Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Chỉ huy, các đơn vị tham mưu cho địa phương phối hợp với cái cơ quan chức năng để tổ chức xuống các cái xóm xã sát biên, nắm tình hình bà con ở khu vực biên giới của tỉnh Cao Bằng hiện giờ còn ở Trung Quốc là bao nhiêu, đã về bao nhiêu, để có phương án sẵn sàng tiếp nhận khi bà con trở về. Hai, cái công tác nghiệp vụ quản lý bảo vệ biên giới phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn chặn bắt giữ những cái đối tượng mà buôn bán cái hàng khẩu trang và các cái trang bị phục vụ đảm bảo cho phòng chống dịch trái phép qua biên giới. Đối với cái tiếp nhận với phía bạn và bà con mình tự về và cái số mà xuất nhập cảnh qua cửa khẩu tính đến 8 giờ sáng hôm nay là ngày 20 tháng 2 với số lượng là 1.119 người. Số người này khi biên phòng tiếp nhận đã phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương như y tế, như quân sự, như công an đưa vào khu cách ly theo quy định. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, trao đổi thường xuyên với bạn về vấn đề quản lý mà người Việt Nam còn ở bên Trung Quốc để làm sao cho bạn trao trả qua cửa khẩu, qua lối mở để thuận lợi trong vấn đề phía Việt Nam quản lý. Thưa đồng chí, cùng với việc lập các chốt chạm ở các đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới để ngăn chặn người qua lại cửa khẩu cũng như phối hợp với các ngành chức năng quản lý hướng dẫn người Việt Nam từ Trung Quốc trở về, các đồn biên phòng đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân ra sao nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan từ khu vực biên giới, thưa đồng chí. Bộ đội Biên phòng Cao Bằng thành lập 70 chốt chạm trên biên giới. Bước đầu thì khó khăn, các đơn vị phải tự là mua bạt về dựng lán cho lực lượng chức năng, cho biên phòng ở các chốt chạm trên. Đồng thời cũng làm cái nhà bạt, mua ghế nhựa để sẵn sàng khi người Việt Nam từ Trung Quốc trở về để có chỗ ngồi, để cơ chỗ, để cơ quan chức năng làm việc và làm công tác tuyên truyền và lấy lời khai ban đầu
để phân loại, là để làm bước đầu là điều tra cơ bản để xác định là nhân dân Việt Nam về để làm sao mà chúng ta quản lý tốt. Đồng thời cũng làm công tác tư tưởng cho bà con trở về và hướng dẫn cho bà con về vấn đề phòng chống dịch COVID. Thì bộ đội biên phòng cũng triển khai các tổ đội công tác xuống địa bàn quần chúng nhân dân ở các xóm xã biên giới để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con về cách phòng chống để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, đồng thời biết phòng dịch cho bản thân, cho gia đình. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp. Để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh tại địa bàn biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ có những giải pháp phòng chống dịch bệnh như thế nào, thưa đồng chí? Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc về các cái chỉ đạo của cấp trên, quản lý tốt địa bàn, quản lý tốt đơn vị, xác định trách nhiệm của từng cá nhân theo chức trách nhiệm vụ được giao. Để triển khai rõ trách nhiệm này, thì Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cái đơn vị thành lập tổ đội trực tiếp làm việc với người Việt Nam từ Trung Quốc trở về để xác định đây là nhiệm vụ chính trị và cũng xác định quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Chính vì vậy, cái nhiệm vụ trước mắt và trong thời gian tới, các đồn biên phòng cũng phải xây dựng một khu, một cái phòng cách ly để cán bộ trực tiếp làm việc với những người dân mà từ Trung Quốc về cũng phải khi làm nhiệm vụ xong về tập trung ở một khu nào đó, cũng thực hiện theo quy trình để đảm bảo an toàn trong đơn vị, không để cái dịch bệnh xảy ra trong địa bàn của đơn vị phụ trách. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 2, tại khu vực mốc 894 thuộc xóm Bắc Ti, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, đồn biên phòng Quang Long đã bắt một vụ vận chuyển 52.500 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị vận chuyển sang biên giới. Vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quang Long đang tuần tra phát hiện nhiều người vác thùng cát tông đến khu vực mốc 894 thuộc xóm Bắc Ti, xã Việt Chu có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong có chứa 21 thùng cát tông, bên trong mỗi thùng chứa 50 hộp khẩu trang. Qua điều tra làm rõ, số hàng trên của anh Chu Văn Hải, sinh năm 1974, trú tại xóm Bản Các, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang. Số khẩu trang này, Hải mua với giá 100 triệu đồng. Ý định vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời. Đồn biên phòng Quang Long, Ban chỉ đạo 389 huyện Hạ Lang, Chi cục Hải quan Lý Vạn đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 2, tại đồn biên phòng Ngọc Trung, Hội đồng tiêu hủy huyện Trùng Khánh tiến hành tiêu hủy 350 kg thịt lợn thu được trong khi các đối tượng đang vận chuyển lậu sang Trung Quốc. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2020, tổ tuần tra đồn biên phòng Ngọc Trung đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 768 thì phát hiện một nhóm người có hành vi vận chuyển thịt lợn đã sơ chế sang Trung Quốc tiêu thụ. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản thu giữ được 350 kg thịt lợn và bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các đối tượng khai nhận được mua thịt lợn ở các lò mổ ngoài thị trấn Trùng Khánh để vận chuyển lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời. Hội đồng tiêu hủy huyện Trùng Khánh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn trên theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày, đồn biên phòng Ngọc Trung đã tiến hành bàn giao 18 đối tượng vận chuyển thịt lợn cho lực lượng chức năng của huyện để cách ly theo đúng quy định của huyện. Do nhóm đối tượng này có tiếp xúc với người Trung Quốc, một số trường hợp đã bỏ chạy, chưa trình diện. Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng PCT, sinh năm 1992, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Trước đó, vào khoảng tháng 8 năm 2019, T có quan hệ tình cảm với chị NTP, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cao Bằng. Trong thời gian yêu nhau, T và P đã có quan hệ tình dục. Trong những lần như thế, T đã quay phim chụp ảnh khỏa thân của P để làm kỷ niệm. Đến tháng 1 năm 2020, P đề nghị chia tay nhưng T không đồng ý. Đối tượng dọa sẽ đăng ảnh khỏa thân của P lên mạng xã hội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2020, đối tượng lên thành phố Cao Bằng hẹn gặp P để níu kéo tình cảm, nhưng không được. Tối cùng ngày, đối tượng đã đăng ảnh khỏa thân của P lên mạng xã hội Zalo, chỉ có đối tượng và P xem được. Sau đó tiếp tục gửi ảnh của P cho một người bạn của P để đe dọa và làm nhục P. Sau khi P biết và yêu cầu thì đối tượng đã gỡ bài viết. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2020, đối tượng đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị P và đăng hai bức ảnh khỏa thân đã xử lý che đi bộ phận nhạy cảm. Sau khi đăng được khoảng 7 tiếng thì gỡ bài viết xuống. Tức giận với hành vi đe dọa và làm nhục của T, chị P đã báo Công an thành phố Cao Bằng. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã khẩn trương điều tra phối hợp với Công an thành phố Nam Định, giữ người khẩn cấp, đồng thời di lý về Cao Bằng để điều tra. Hiện Công an thành phố đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển viện kiểm sát để xử lý đối tượng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.